Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Linh Sáng App. Thì trong video ngày hôm nay mình lại tiếp tục là khám phá ra được một cái con app mới các bạn. Thì nó tên là Ethereum. Thì con app này nó sẽ là khai thác cái đồng tiền điện tử là ETH. Bởi vì là hiện tại không có ai khai thác Bitcoin nữa các bạn. Thì chủ yếu bây giờ là khai thác Ethereum và nói chung là những cái coin top 10 thôi. Thì đây cũng là một cái con app mà dựa trên hệ thống là điện toán đám mây. Nói chung là nó sẽ có những cái máy khai thác và nó sẽ hỗ trợ cho những nhà đầu tư chúng ta đầu tư vào thì nó sẽ chia một phần lợi nhuận cho những nhà đầu tư. Nó có hệ thống đám mây thì nó sẽ phân bổ tự động ra cho chúng ta. Thì nói chung là trong đây thì chúng ta tham gia thì nó cũng có lợi nhuận khá là thấp, cho nên thì cái khả năng nó sẽ có thể là đi lâu dài hơn những con app mà lãi cao. Đó, theo quan điểm cá nhân của mình là nghĩ như vậy thôi. Còn bạn chơi thì các bạn phải biết định lượng cái mức tiền các bạn bỏ vào và cái thời gian các bạn chơi nha. Tại vì là mình thấy cái con này nó có những cái gói rất là ngắn các bạn, có những cái gói 1-2 ngày nữa, cho nên là mình mới quyết định tham gia vào thêm một cái con app này nữa nha các bạn. Thì nói chung là các bạn tham gia vào thị trường app online thì chúng ta nên là chia trứng ra nhiều rổ ha. Có thể là một con app mình kiếm được vài chục, 100-200 ngàn thôi, nhưng mà gom tất cả những hóa kiếm tiền mình chơi thì có thể tiền lãi mình lên đến hàng triệu đồng một ngày. Đó, có khi là nó sập một hai con app gì đó thì mình cũng không có ảnh hưởng gì nhiều tới mình nha các bạn. Rồi bây giờ để đăng ký tài khoản á, thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào đường link của mình phía bên dưới phần mô tả video và nó sẽ dẫn các bạn đến một trang đăng ký. Dòng đầu tiên mà sẽ điền cái tên đăng nhập của bạn á, thì bạn có thể điền một cái nickname gì đó các bạn nhớ để bạn đăng nhập, và tiếp theo là cái số điện thoại bạn điền 09 gì đó. Rồi mật khẩu thì bạn điền mật khẩu và bạn nhớ mật khẩu này để bạn đăng nhập. Và dòng tiếp theo là bạn xác nhận mật khẩu đăng nhập một lần nữa. Và cái dòng này là cái mã giới thiệu thì nó sẽ tự động điền cho các bạn nha. Và ngay chỗ này là cái mã xác nhận á, thì ở đây nó sẽ có hai cái chữ số nó cộng trừ nhân chia gì đó. Bạn sẽ bấm vô. Nếu bạn nhìn không rõ bạn bấm vô cái hình này cho nó hiển thị lại nè. Thí dụ ở đây là mình đọc được là 4 cộng 5 nè. 4 cộng 5 thì bằng 9, bạn điền cái số 9 vô đây ha. Còn thí dụ là 2 cộng 9 thì bằng 11, bạn điền cái số 11 vô đây để nó xác minh nè. Rồi là 1 trừ 7 trừ 3 nè bằng 4, bạn điền vô đây nè. Rồi sau đó bấm đăng ký nha. Rồi bây giờ trước tiên đi vô khám phá cái con app này, mình sẽ trao tặng Momo cho những bạn may mắn để comment trên cái kênh channel của mình nha. 18 comment. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chọn ra một bạn may mắn nhất nha các bạn. Rồi, bạn nào đây? Bạn Facebook. Với cái số Momo là 0817811814 Momo. Vâng, vậy là mình đã chuyển thành công cho bạn 10k Momo nha. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại nội dung chính của ngày hôm nay. Thì đối với con app Ethereum này nha anh em, thì khi mình đăng nhập vào cái trang chủ của nó thì chúng ta sẽ thấy ngay là những cái gói đầu tư của mình. Thì đối với con app này, để cái min đầu tư tối thiểu của chúng ta là 360k là chúng ta đã có thể đầu tư được rồi nha anh em. Với cái gói đầu tiên nè, nó để cái min đầu tư chúng ta từ 360k cho đến là 12 triệu nha anh em. Thì anh em muốn đầu tư thì anh em sẽ bấm vào cái gói này nè. Và anh em chọn vào cái dòng là chọn gói lãi suất. Thì anh em sẽ thấy ngay là nó có một cái gói một ngày chúng ta và lãi được là 2%. 2% có nghĩa là anh em đầu tư vào 1 triệu á, thì trong vòng 1 ngày anh em sẽ lãi được 20 ngàn và anh em có thể rút cái vốn 1 triệu ra luôn. Và 3 ngày nè, 2 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày. Nói chung là cái lãi suất của nó sẽ dao động từ 2% đến 2.7%. Đối với cái gói đầu tiên này thì theo anh em chọn cái số tiền để anh em đầu tư. Và anh em sẽ nhập cái số tiền vào cái dòng này. Và ở đây mình có một cái bảng lãi suất cho anh em tham khảo nha. Thì đây là cái gói từ 360k đến 12 triệu cho cái dòng máy là AMD RX580. Thì một ngày anh em sẽ lãi suất là 2% nè. Rồi 2 ngày nè. Nói chung là nó hiển thị ở đây, anh em có thể dùng video là anh em tham khảo những gói đầu tư. Và tiếp theo là cái dòng máy RTX3060Ti. Thì nó sẽ vốn đầu tư chúng ta sẽ từ 16 triệu đến 120 triệu. Thì ngày đầu tư chúng ta có những cái gói rất là ngắn ngày, rất là phù hợp cho chúng ta trong thời điểm đầu tư những con app hiện tại nha anh em. Thì chúng ta nên đầu tư vào những cái con app thời gian ngắn ngày như thế này để chúng ta có thể chủ động được, linh hoạt cái vốn của chúng ta. Những con app mà nó giam vốn chúng ta lâu thì cái nguy cơ rủi ro của chúng ta nó sẽ rất là cao. Đây, 2 ngày anh em, 3 ngày. Và đối với con app này thì cái lợi nhuận của nó cũng khá là thấp.
đấy, anh em đừng có ham những cái áp lãi cao nha anh em, thì lãi càng cao thì nó càng dễ chết thôi. Đây là cái gói Nvidia Titan 5, từ cái số vốn là 26 triệu đến 160 triệu, thì chúng ta có thể chọn đầu tư trong cái khoản này, và chúng ta sẽ chọn cái ngày, số ngày đầu tư chúng ta là từ 10 ngày trở lên. Nói chung là cái giá tiền chúng ta càng cao thì số ngày đầu tư chúng ta sẽ càng cao, nhưng mà khuyên là anh em nên chơi cái gói 360.000 này, chúng ta trải nghiệm trước. Và hiện tại á, con app nó cũng đang có một cái khuyến mãi là từ ngày hôm nay, từ ngày hôm nay tức là ngày 10 tây tháng 6 nha anh em, cho đến ngày 13 tây tháng 6 là trong vòng 3 ngày, khi anh em nạp tiền vào, anh em chụp cái ảnh mà giao dịch thành công, anh em gửi cho admin là sẽ được tặng 20k. Đó, ví dụ bây giờ mình nạp vô 360.000, mình chụp cái bill mình gửi cho admin là mình sẽ được tặng 20k luôn, rất là hấp dẫn. Cho nên anh em tranh thủ là chúng ta sẽ thử đầu tư với lại cái min 360k này sẽ thế nào nha anh em. Rồi tiếp theo là mình sẽ qua cái một cá nhân nè anh em. Về admin thì sao anh em, bấm vào cái con bóng Telegram nè, đó nó sẽ đưa mình đến đây. Các bạn nạp tiền xong, các bạn chụp hình, các bạn gửi cho cái người chăm sóc khách hàng này nè, đó thì người ta tặng cho mình 20k miễn phí nha anh em. Rồi tiếp theo là bạn bấm vào hình người ở đây nè, trong một trang cá nhân của mình, để mình chỉnh sửa lại những cái thông tin như là quản lý mật khẩu rút tiền. Anh em sẽ thêm vào cái mật khẩu rút tiền ở đây, để khi anh em cái gói mình về hoặc là khi mình nạp tiền, mình sẽ sử dụng cái mật khẩu này để mình nạp hoặc rút tiền nha anh em. Và các bạn lưu ý là chỉ được nhập mật khẩu rút tiền đúng một lần thôi, cho nên là hãy ghi ra giấy hay là nhập mật khẩu gì đó đơn giản thôi để mình không có bị quên nha anh em. Và ở đây nè, anh em bấm vào cái hình gói quà có chữ mời nè, thì anh em sẽ sao chép cái đường link này. Anh em sao chép cái đường link này, anh em mời bạn bè tham gia, thì hoặc là gửi lên tất cả những cái hội nhóm kiếm tiền hoặc tất cả những cái trang mạng xã hội. Khi có người tham gia vào thì anh em sẽ kiếm được một cái phần hoa hồng. Và hoa hồng ở đây là hoa hồng nạp nha anh em. Hoa hồng nạp nó rất là thơm hơn hoa hồng nhiệm vụ nhiều, là cấp 1 7%, cấp 2 3% và cấp 3 2%. Có nghĩa là khi cấp dưới của anh em nạp vô là 10 triệu thì anh em sẽ có ngay là 700.000. Đó, rất là thơm luôn nha anh em. Rồi cái một quan trọng nhất là anh em bấm vào thiết lập địa chỉ ngân hàng để mình thêm tài khoản ngân hàng của mình vào để mình nạp tiền và rút tiền nha anh em. Rồi cái dòng đầu tiên thì anh em điền cái số tài khoản ngân hàng nè, cái dòng thứ hai là anh em điền cái tên ngân hàng của anh em vào, và cái dòng cuối cùng là tên chủ tài khoản, mình viết họ tên là đầy đủ và không có bỏ dấu và viết có khoảng cách, tất cả là viết khoa nha anh em. Yêu cầu trước tiên thì chúng ta cần phải nạp tiền vào cái ứng dụng này thì chúng ta mới thể mua gói được anh em ạ. Thì chúng ta sẽ bấm vào một nhà nha anh em, chúng ta sẽ chọn vào cái nạp tiền ở đây nha, và anh em chọn số tiền mình muốn nạp, ví dụ mình muốn nạp 360k, mình bấm vào nha anh em. Rồi mình bấm xác nhận nè. Rồi thì ở đây nó sẽ cung cấp cho mình á là cái số tài khoản nè, anh em sẽ bấm copy là cái số tài khoản này. Đấy, anh em bấm chép nè. Rồi anh em qua cái app ngân hàng của mình, anh em dán cái số tài khoản này vào, anh em chuyển khoản nha. Cái tên người thụ hưởng là Vũ Văn Hu nè. Nội dung chuyển khoản nè, anh em cũng phải nhớ là copy nội dung chuyển khoản này vào cái nội dung giao dịch của chúng ta nha. Và cái ngân hàng của người ta là gì? Là Techcombank nè anh em. Đó, anh em phải lưu ý nhớ toàn nhập cho đúng chính xác toàn bộ những cái thông tin này vào nha. Ok các bạn, vậy là mình đã nạp 360k vào tài khoản rồi. Đây là số dư hiện tại của mình đây. Thì bây giờ mình sẽ đi đầu tư thử nha anh em. Mình sẽ chọn vào cái gói AMD RX 580 nè. Mình sẽ chọn cái gói là 1 ngày 2% để cho ngày mai mình tiện cái việc mình review rút tiền cho anh em nha. Mình nhập cái số tiền là 360.000 nè. Mình bấm xác nhận này nha anh em. Rồi đăng ký gói thành công. Rồi mình sẽ đây, nó hiển thị cái gói của mình đang hoạt động đây. Cái ngày bắt đầu là ngày 10 tháng 6 nè. Và lúc là 15 giờ 5 phút nè, ngày kết thúc là 11 tháng 6 nè, 15 giờ 5 phút luôn nha anh em. Đúng 24 tiếng thì chúng ta sẽ nhận về cái vốn của mình cộng với cái lãi mình kiếm được nha anh em. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video clip ngày mai nha.